Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình đang làm nguyên liệu để làm món gỏi sứa các bạn ạ. Bây giờ trước mắt là nguyên liệu đã có sẵn rồi. Mình đã làm xong sẵn này, bây giờ chỉ việc thái và chế biến thôi. Bây giờ nguyên liệu của mình đây bây giờ có tai heo. Tai heo bây giờ đang sái đây. Đang sái tai heo này. Và khẩu rang rồi. Nên là rau răm và lá ngò gai, đây là xoài và cà rốt các bạn, xoài cà rốt. Mình đang trong giai đoạn để chế biến. Ở đây là thơm đây, đây là ngò rí đây, đây là ngò rí. Bây giờ mình đang chế trong giai đoạn chế biến món tai heo trước ạ. Món tai heo trước. Về phần tai heo này thì các bạn sấy mỏng vừa, không dày quá, không mỏng quá. Mỏng quá thì nó sẽ nhão, mà dày quá thì nó sẽ khô cứng. Nên mình thái vừa ăn. Đôi khi nhiều các bạn đang vội là thái dày, mình dành thời gian sớm một chút, mình thái mỏng, thái vừa, thái nó ra một làm sao cho miếng nó đẹp mà mình dễ gấp. Nhưng mà nó nát quá thì góc nó lại rơi hết. Tạm thời mình cho vào đĩa đây rồi nát đĩa rồi mình chế biến sau. Có giấy không? Cần giấy không? Xem cái nước kia nó nguội. Nước này nguội đây này, ngâm sứa ấy. Cái này mình quay hay là chỉ cho mình à? Chỉ đi, bỏ. Xuống đây thì góp cho nó góp mặt đây cho nó lên trên hình. Đang hổ mà đúng là tai heo hợp giòn. Món gỏi sứa này là ở miền Nam không có đâu. Bảo người miền Nam là làm ăn, món ăn rất là kỳ công. Nhưng mà nếu mà nói về món gỏi sứa này cũng rất là kỳ công.
Sứa này là mình mua tận mấy Quảng Ninh. Cháu về quê nghỉ hè bà mua cho hẳn một thùng luôn. Thùng 8 cân thì mình cũng ăn đến 4 cân. Cái chủ nhật nằm một bữa nửa khí. Mấy anh em này quê quần vào thưởng thức. Ai cũng khen ngon. Chưa một lần nào ế. Ok các bạn, tái heo mình đã xay nó xong, bây giờ mình chuẩn bị đến giai đoạn chế biến gọt xoài, bào xoài và cà rốt. Tí nữa mình sẽ làm tiếp theo và mình hướng dẫn cho các bạn làm nhé. Chào tạm biệt, hẹn các bạn clip sau.